Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Hôm nay KTV sẽ chia sẻ với quý vị cách để tạo một robot trên Telegram để robot có thể support cho đội nhóm của quý vị. Trước hết, đây quý vị có thể tham khảo này. Khi quý vị join vào một cái group nào đó trong Telegram thì robot sẽ gửi cho quý vị một lời chào. Đó. Và sẽ đưa ra các đường dẫn này và các button là các nút bấm để quý vị có thể vào này. Đó, đây quý vị có thể tham khảo với này. Đó, robot sẽ gửi một lời chào này, tất cả các đường link này, các button nút bấm này. Đó, đây là cái group mà KTV đã tạo này để hỗ trợ cho các đội nhóm của mình này. Thì quý vị trước hết, ai mà chưa có tài khoản Telegram, quý vị hãy đăng ký cho mình một cái tài khoản Telegram. Quý vị vào cái phần menu này, menu, quý vị hãy chọn New Group. Quý vị đánh tên cái group mà quý vị muốn tạo. Đó, ở đây KTV sẽ đánh là test đi. Rồi quý vị bấm like và quý vị add các thành viên trong đội nhóm của quý vị vào cái group mà quý vị vừa tạo. Thì ở đây KTV đã thử tạo một cái group test đây để quý vị tham khảo này. Bây giờ quý vị hãy vào cái tìm kiếm đây này. Quý vị hãy vào cái ô tìm kiếm, quý vị hãy gọi cái chị robot hoa hồng ra. Quý vị hãy đánh là Râu. Đó, Râu. Thì quý vị để ý này, quý vị để ý đúng đến cái biểu tượng hình ảnh của cái chị robot hoa hồng này nhá. Đó, quý vị để ý đúng. Quý vị hãy bấm vào để gửi cho chị đấy một cái lệnh để chơi với chị đấy đó chẳng hạn. Đó. Tiếp theo quý vị trở lại cái group của quý vị vừa tạo này. Quý vị add này. Add. Tức là quý vị thêm đấy, thêm cái chị robot hoa hồng này vào cái group của quý vị. Đó. Đó. Khi quý vị gọi chị robot hoa hồng rồi thì quý vị kết nối add cái chị robot đó vào cái group của quý vị vừa tạo này. Đó. Đây, và chị robot hoa hồng này đã vào cái group này, vào cái group của quý vị vừa tạo rồi đây này. Đó. Tiếp theo, trong cái group này này, quý vị hãy đánh một cái lệnh là ID. ID để lấy cái ID của cái group của quý vị vừa tạo. Đó. Thì đây là cái ID mà KTV vừa tạo cái group này. Đó, quý vị hãy copy cái ID của quý vị. Đó, copy này. Quý vị trở lại kết nối với cái chị robot hoa hồng này này. Quý vị hãy dán, quý vị dán cái mã số vừa copy vào đây. Xong là quý vị đánh một cái lệnh này, lệnh là để kết nối với lại chị hoa hồng. Con lệnh này, con lệnh cách ra, enter một cái. Ok, đó. Vậy là quý vị đã kết nối được với chị robot hoa hồng. Bây giờ quý vị đánh một cái lệnh để tạm biệt. Khi ai đó đi ra khỏi group thì cái chị robot hoa hồng này chị sẽ gửi cho người đó một cái lời tạm biệt. Đó, quý vị hãy đánh là set goodbye. Set goodbye này. Set goodbye. Đó, set goodbye đúng chưa? Set goodbye, quý vị xuống dòng này. Quý vị xuống dòng này. Chào bạn. Tùy quý vị muốn để thế nào cũng được. Và bạn nào chào full name, đó, full name. Full name này. Full name, quý vị đóng nó vào này. Enter một cái. Rồi. Đây, đây là cái thông báo là quý vị đã cái lệnh set goodbye này đã được lưu lại này. Bây giờ quý vị trở lại cái group của quý vị vừa tạo này. Quý vị kiểm tra xem là cái lệnh đó
Nó đã được chưa? Đó, ok. Đây, thì quý vị vừa xóa một thành viên trong group đi này, hoặc thành viên đó họ đi ra này, thì cái chị robot hoa hồng đây này, đó, chị đấy gửi luôn một lời lời tạm biệt đây này. Đó, ok. Tiếp theo, quý vị chọn một cái lệnh set welcome, welcome này, đó, để gửi lời chào mỗi khi có một ai đó join vào cái group của quý vị. Đó, set welcome này, quý vị xuống dòng này, quý vị gửi cho một cho họ một cái lời chào hoặc lời tin nhắn hoặc là lời giới thiệu về cái group của quý vị chẳng hạn. Quý vị có thể đánh là xin chào, full name hoặc là first name, last name tùy quý vị. Đó, thì ở đây KTV để là full name đi, full name này. Đây là group, đây là nhóm nhóm mua bán CSE chẳng hạn, đó, vân vân, vân vân và vân vân. Quý vị muốn đánh gì, đó là cái thông tin, đây là cái thông tin về cái group của quý vị. Đó, rồi tiếp theo quý vị làm một cái lệnh nữa này, quý vị để cái dấu móc vuông này, móc vuông này, quý vị hãy đánh là cái nội dung móc vuông này, quý vị đánh cái nội dung mà quý vị muốn nó hiển thị, muốn nó hiển thị. Đó, KTV sẽ để là link đăng ký sàn Na Token chẳng hạn. Đó, Na Token này, quý vị đóng cái này vào, đóng cái lệnh vào. Quý vị mở một cái lệnh, mở một cái móc tiếp, quý vị đánh là button này, button này, đó, button url, url đó, hai chấm này, hai gạch này, và quý vị để cái đường link vào đây, quý vị để cái đường link vào đây, để cái đường link của quý vị vào đây. Đó, đây KTV sẽ copy luôn cái đường link mà KTV đã test thử lên này, copy này. Đó, quý vị dán cái đường link, đánh cái đường link của quý vị vào. Đó, quý vị đóng cái đường link này vào. Đó, tiếp theo này, quý vị mở mở một cái nút bấm khác này. Đó, chơi game chẳng hạn, chơi game tao CE chẳng hạn. Đó, quý vị lại đóng cái này vào, đó, đóng cái câu lệnh này vào. Quý vị lại đặt một cái lệnh button. Đó, đây KTV để sẵn cái lệnh này, button này. Copy này cho nhanh này. Đó, quý vị mở này và để cái button vào đây. Đó, xong quý vị lại đóng nó vào đó này. Đó, tiếp theo quý vị mở mở một cái lệnh vuông này, quý vị hãy đặt tên để cho nó hiển thị ở trên cái màn hình này. Quý vị đặt tên ở đây, KTV sẽ đặt tên là cùng chơi game chẳng hạn. Đó, cùng chơi game tao. Đó, quý vị lại đóng cái câu này vào. Đó, quý vị lại mở một cái lệnh này, quý vị hãy để cái đường link vào đây. Đó, đó, để cái đường link vào đây. Quý vị muốn nó xuống dòng này, đây quý vị để ý này, muốn nó xuống dòng thì quý vị để cái con trỏ vào đây, quý vị chọn hai chấm này, quý vị hãy để một cái hàm sam. Đó, ok, là nó sẽ xuống dòng.
Bây giờ KTV thử test thử này. Đó, thì ở đây nó đã báo là lời chào đã được lưu lại này. Ok, quý vị hãy vào cái group của quý vị này kiểm tra xem nào, cái lời chào đấy nó đã được chưa. Quý vị hãy thêm thành viên vào. Đây, KTV sẽ thêm thành viên vào cái group này này. Áp này, đó. Đó, ok. Vậy là đã thành công rồi này. Quý vị để ý này, đó, khi quý vị join hoặc ai đó mời quý vị vào cái group của quý vị đây này thì cái chị robot hoa hồng này này, đó chị sẽ gửi cho quý vị một lời chào. Đó. Và đưa ra các đường link đây này, đó, các đường link hướng dẫn đây này. Và nếu quý vị mà thành tạo HTML hoặc là clip Java clip, quý vị có thể tạo thêm các nút bấm ở đây cho nó biểu tượng nó sẽ đẹp hơn này. Đó. Và KTV xin kết thúc video tại đây. Nếu có những chia sẻ hoặc những ý kiến đóng góp, xin quý vị hãy comment ngay dưới video này. Còn nếu quý vị muốn trải nghiệm game đào CSE thì quý vị hãy vào group của KTV tại địa chỉ group này CSE Minor Game. Quý vị chỉ cần join vào là chị robot hoa hồng của KTV sẽ đưa cho quý vị một cái lời chào, lời giới thiệu và cái đường link để quý vị có thể chơi ngay và luôn. Rồi, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi.